À, bữa nay bà thắng rất là nhiều. Sau đây câu lạc bộ của Dương Sinh, bà Lê San thay mặt cho công nhân công ty giấy Long An, bà Trung và ông Lâm lên tặng hoa bà thắng. Chúc mừng em. Đây thì chúng ta nổ một tràng pháo tay. À, chúng tôi cũng nhận được những bó hoa tươi thắm từ nhóm bạn của bà Đáng. Vâng, mọi người rất là đông. Ai có nhu cầu tặng hoa bà Đáng thì xin mời mọi người lên trên này. Vâng, bà Hằng, ông Vinh đều có những bó hoa tươi thắm lên tặng. Xin mời bà Kiền chụp ảnh lưu niệm cho.